Chép đây anh em, nãy giờ đang ngồi trên mic này. Chép. Giờ nó mới vô, nãy giờ đang ngồi ngó rình đây mà. Biết anh cao chép rồi đó. Thế mà cao luôn em. Đấy. Cũng đã quay mà. Câu lần lần mà ném luôn qua đây câu được. Câu lại nữa. Câu bữa nào mày câu một ổ chứ câu dễ lật mùi hết. Trước cà đọc hàng em nè. Cái bạn này điếm đấy. Bạn này lúc rồi. Điếm đó mày nhẹ. Chép nữa nghe anh em. Biết trí câu chép rồi đó.
Lô anh em, nay đi diễn trường câu anh em. À, anh em ơi, anh em ơi, đi diễn trường câu với là cụ đực, có lẽ không anh? Đây, diễn trường ơi. Sớm mình vô rồi mà chưa quay chứ bạn. Tính vô đầu tiên vô nghĩ không có có vô câu vui vui vui. Rồi chỗ cắt cắt lại cặn cặn kia câu cái giết anh em. Thấy lại đó thì thấy bỏ ghế ra thấy có giết cái đánh được quá chừng. Bắt đầu ra mùi câu. Có con rô phi con bao nhiêu bây giờ nó muốn ngủ giật đừ luôn, giật 2 tiếng đồng hồ 3-4 ký có giật phê luôn mà 3-4 ký có cái xong bây giờ mình đổi điểm rồi chạy xuống cái dưới chỗ phía dưới này nước sâu nè, mà dưới đây thì nước nó sâu hơn nè, nước nó sâu hơn chỗ với lại ngay chỗ cái bụi tre nữa nên là xuống đây sang cá chép chứ không có gì hết trơn, mà thấy có cá chép anh em câu cá rô phi mà dính cá chép, cá chép nó ăn tanh nên là mình cũng sang cá chép thử có cá chép cuốn cá chép để chơi rô phi mà cỡ hai ngón ba ngón bốn ngón bính ở đây 4-5 ký rồi sợ lắm à, giật như cá má luôn mà giật quá thì có giật cá má luôn mà anh em. Giờ này thì là 2 giờ rồi, 1 giờ mấy rồi, 2 giờ kém rồi, 2 giờ bây giờ câu tranh thủ tới 6 giờ về kiếm bảy ít cá chép thử coi, chứ rô phi nhỏ lũ khủ à, đầy mà à, phải nói là như dòi luôn ở dưới cái ổ mình. Thôi ông ơi, ông đừng có mồm điêu. Thằng đó nó cầu mình nó nhắm cả ngày này mà chán luôn. Nãy mình quýnh giết thì mình quýnh cũng mồi như một khi anh em. Mình quýnh ông lữ số nam 209 với lại chép tàu. Quýnh giết chép luôn mà có rô phi con vô nó cũng quá quýnh hết. Tưởng đâu quýnh hết cái lứa rô phi đó rồi nó giết nó vô mà quýnh biết không hết nổi. Rồi mình bỏ chạ luôn. Chỉ như này quýnh cá chép luôn. Có chép thì để đợi hơi lâu. Nãy xuống mồi rồi, nãy mồi rồi xả ổ rồi hết rồi. Chiều quýnh nó chiều qua thử được mang cá chép đây. Thử đổi mồi quýnh cá chép thì mình quýnh mày mồi Phú Thành bãi anh em, kim ngư với lại cám chim mày mày thôi. Quýnh đơn giản vậy thôi. Phải thử có kết quả gì không? Đi cá rô phi nhiều quá rồi, cá rộng đi. Dưới rộng thì cá rộng, cá rô phi nhỏ. Lừ hết rồi. Còn phía bên kia rồi. Dỡ rộng lên coi ơi. Đó. Đấy, dỡ lên. Đó, hai anh em đó. Khi con lừ hết. Phi chép là thắt lát. Thắt lát nữa anh em. Phi chép thắt lát. Câu mùi tanh mà dính có phi nè, có chép có thắt lát. Thì ở đây thì câu cũng đơn giản, có phi nó cũng dễ ăn. Anh em câu gan với lại ấy thôi. Gan với lại cắm sả, cắm cá. Phi nhỏ. Có không anh em? Thôi để mình ngồi mình đợi hàng vô nghe anh em. Có gì mình quay cho anh em xem. Này, cũng mấy. Hồ đây quay phao chắc không được, nó sóng quá này. Sóng quá. Đập này ở viên trường Phổ Khánh nha anh em. Hồi nãy vô thì cũng có mấy anh em phát hiện ra mình. Mình sợ quá, mình ngại quá. Mấy anh em ngồi xung quanh mình câu. Coi mình câu cho vui. Thôi có cá mình quay cho anh em xem nghe. Chứ ông à, cá đi mắt. Nãy giờ chưa thấy đồng đĩa gì. Thì anh em chép đường vô anh em. Sao tam quá trời, nãy giờ nó mới đẩy phao lên. Đang vô. Mày phi anh em. Ấy dạ. Cái đầu này. Chắc lên cái đầu xuống luôn. Nó mà đánh cắt.
rồi im mới đi. Xí nữa tao câu chép cho con về kho. Xí nữa tao chép, tao câu chép 3 kg bây giờ nè Dương á. Đợi xíu tao câu chép 3 kg bây giờ. Chép đây anh em, nãy giờ đang ngồi xin mic nè. Chép. Giờ nó mới vô, nãy giờ đang ngồi ngó rình đây mà. Biết anh cao chép rồi đó. Thế mà cao luôn hả? Đấy. Cũng đã quay mà. Câu lần lần mà ném luôn qua đây câu được. Câu bữa nào mày câu ổ chứ câu dễ lật mồi hết. Trước cà đầu càng em nè. Cái bạn này điếm đấy, bạn này lúc rồi. Điếm đó mày nhẹ 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 nhẹ. Chép nữa nghe anh em. Biết tí câu chép rồi đó. Có con nào 3-4 kg vô đây. Nè con nó của em rồi đó. Đấy. Vô phi thì ai câu không được. Mẹ phi vô rồi. Để cái phi ăn cái bụng nó coi. À, nãy quýnh trực con chép, cái ổ chép nó mắc cái độ mà ổ phi liền thấy không? Đó, sợ không? Thiệt hết chứ. Sực con chép nó đi cái ổ cái độ phi vô liền thôi. Đây rồi. Úi trời, úi trời, úi trời, úi trời, úi trời, úi trời. Phi này anh em. Phi nó vô. Chép ở đây là phi nó vô liền thôi. Lô anh em, về anh em ơi. Bên đây cao cũng khá là thành công anh em, có lũ khủng. Lúc sáng lên quýnh lúc sáng lên quýnh giết rồi bài bài mà Rô Phi vô quá, quýnh Rô Phi lũ khủng.
xong cái chuyển qua bãi khác có quýnh chép. Quýnh từ lúc 2 giờ mấy chiều, quýnh được chắc khoảng mười mấy 20 con chép anh em. Có này anh em, có viên trường Phổ Khánh nha anh em. Có đây, có đây. Có đây anh em ơi. Chắc chục ký quá anh em ơi. Đây. Đó này. Cái chép dưới nhiều lắm anh em. Cái chép dưới quá trời này. Nè. Còn lắm, nhiều lắm. Cá chép phải mười mấy 20 con ở dưới đây nữa nè. Dưới đây toàn cá chép nó núp ở dưới đây không nè. Đây. Đây. Chép nhiều lắm anh em nè. Cho nó lên trên chứ. Núp hết dưới đây. Ây da. Nhiều lắm anh em, chép nó khổ nè. Chép nè. Bự bự. Về anh em, thôi về. Về anh em ơi. Hẹn anh em ở video tiếp theo, nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Có mười mấy ký rồi. Bye anh em.